Nếu như anh em chưa có tài khoản Bybit bây giờ mới tạo tài khoản, hoặc là anh em đã có tài khoản Bybit rồi nhưng trước giờ anh em chưa giao dịch B2B thì có thể tham gia cái sự kiện lần này kiểm tra kiến thức B2B và chia sẻ tổng thưởng 10.000 USDT. Kiến thức thì ở đây nó có này anh em. Đó, nó có ba cái mục màu xanh xanh này anh em bấm vô để đọc ha. Thời gian diễn ra sự kiện là từ 21 tháng 11 năm 2022 cho tới 27 tháng 11 năm 2022. Tổng thưởng sẽ là 10.000 USDT. Khi chúng ta tham gia bài trắc nghiệm á, anh em phải đạt từ 90% điểm trở lên thì chúng ta mới nhận được nha. Để tham gia được á, thì nó có các điều kiện như là anh em cần phải xác minh KYC cấp 1. Bây giờ mình sẽ bấm một chữ là làm ngay. Kiến thức ở phía trên ha, chúng ta có thể đọc. Rồi mình bấm làm ngay. Ở đây thì sẽ có một cái form cho chúng ta điền. Đầu tiên là địa chỉ email của anh em, Bybit UID của anh em, thêm tất cả thông tin vô. Cái Bybit UID á, chúng ta bấm một biểu tượng cá nhân này, sau đó là sao chép UID của anh em là được ha. Dán nó qua đây. Email của anh em này, để khi mà nó trả thưởng á, nó sẽ gửi một cái email về cho chúng ta thông báo ha. Rồi để mua hoặc bán giao dịch thì ở phía dưới này nó hiển thị các cái câu hỏi ha. Thì các cái đáp án này á, mình sẽ để dưới phần mô tả video cho anh em. Nếu như anh em nào mà cần các cái đáp án để tham khảo á, thì có thể là xuống dưới phần mô tả video mình có để cho anh em. Sự kiện này nó nói á, là giới hạn cho 10.000 người tham gia đầu tiên đạt tối thiểu 90%. Nhưng mà cái quy định của sự kiện này á, là những người dùng mới hoặc là anh em chưa giao dịch B2B thôi. Thế nên trong vòng một tuần từ ngày 21 tới ngày 27 nó có đạt tới 10.000 người không anh em?